Cửa hàng lại mới về một con âm ly giải mã đề nông 1570. Hàng zin tuyệt đối cho anh em nhé, màu vàng chanh. Cũng để giá rất bình dân cho anh em chơi. 2,5 triệu. 2,5 triệu giá tại cửa hàng. Hoạt động tốt chức năng và zin tuyệt đối, anh em lưu ý nhá. Chỉnh bát chép trên máy luôn. Mười hai cấp độ theo chiều dương, 12 cấp độ theo chiều âm. Bấm vào nút này và xoay là nó chỉnh bát chép. Âm ly giải mã, cầu loa A cộng B. Các bác có thể ghép vang vào là karaoke được nhá. Thêm con vang nữa là karaoke được luôn. Hàng mạng, hàng đấu giá zin tuyệt đối, xin nhấn mạnh anh em điều đó. Cầu loa A cộng B. Mấy hôm trước thì bán một con, hôm nay có một con nữa. 195W. Thoải mái đánh vào bát 30 như cửa hàng đang chạy đây anh em nhá. Đang chưa bát 30 đấy. Đây cầu loa A này, cầu loa B và có loa phụ để ghép thành bộ âm thanh 3D, âm thanh vòm. Còn anh em nghe nhạc thì chỉ cần đấu cầu A hoặc cầu B thôi. Đấy. Điện 100V và 195W. Con này nó chạy tầm 10 con sò than. Dòng âm ly giải mã của Denon màu vàng chanh. Giá bình dân anh em dễ mua dễ dùng nha, 1570. Vừa mới về luôn. Lau chùi còn chưa sạch đâu. Lau chùi chưa sạch đâu anh em nha. Xớt sát tí ti là không tránh khỏi, nhưng cơ bản là hoạt động tốt chức năng và dùng ok, mượt mà. Hình thức đẹp. Xin cảm ơn.